Nay là chuẩn bị đón năm mới rồi, bây giờ còn lại khoảng 2 phút nữa đến giao thừa rồi. Bây giờ cả làng Tú đang đốt pháo rồi. Năm mới là Tú xin kính chúc là khán giả có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng nhá. Bông ơi, lại đây Bông ơi. Hôm nay con trai mình đang làm caramel. Bây giờ là Tú cũng mua được một hộp pháo quốc phòng, bây giờ là sẽ đốt nhá. Đây, nhà mình hôm nay cũng có quả pháo quốc phòng nhá. Đưa bố cầm nhá nào. Đẹp không? Đẹp ạ. Còn Long đâu rồi? Chúc mừng năm mới em nhá. Đẹp quá. Đẹp không Quả Hoàng? Đẹp không? Đẹp quá nhỉ. Năm nay pháo hoa cước phòng rất là nhiều nhé cả nhà. Làng Tú năm nay là đốt pháo hoa rất là nhiều. Toàn pháo hoa cước phòng rồi, hết rồi. Bây giờ mình xem của nhà khác thôi. Đây các bạn có thể là xem trên flycam của Tú thì có rất là nhiều pháo hoa quốc phòng luôn. Đấy bên ngoài kia nữa kìa, khắp nơi luôn. Anh Hoàng đâu? Bảo anh Hoàng vào đây. Bảo anh Hoàng vào đây con. Hoàng ơi. Đẹp quá. Đấy pháo hoa vẫn chưa ngừng luôn. Quá rực rỡ. Đi vào đây đi Bông. Đi vào đây đi Bông này. Tắt máy quay đi, tắt máy quay đi con. Đấy, các bạn thấy không? Rực rỡ không? Quê Tú là năm nay rực rỡ lắm cả nhà. Năm nào cũng thế nhá. Đến giao thừa là rực rỡ lắm. Rất là nhiều pháo hoa luôn. Ừ, đẹp không con? Đây, nhìn trên này, flycam bố bay đẹp này. Ồ, kìa, đẹp chưa kìa? Hoàng ơi, tập trung đây này, nhìn bên kia kìa. Đẹp thế. Đẹp quá. Đấy. Kia con này đẹp kìa. Hoàng ơi ra ngoài cầu kìa. Không đứng đây quay thôi. Đẹp chưa? Đứng đây xem với con, đứng đây thôi. Các bạn thấy người miền Trung chơi lớn nhá. Rất là nhiều pháo hoa luôn. Đẹp không à Hoa?
lỗ to không bạn? Quá rực rỡ luôn các bạn ạ. Đây là rất là nhiều pháo hoa. Cả làng đốt pháo. Rực rỡ quá. Rồi, thế là hết màn pháo hoa cả nhà ạ.